Đã cá anh em cần thủ nha. Hôm nay em lên một video số đặc biệt luôn cho anh em mình may mắn nè ha. Anh em là may mắn được chốt. Lâu lâu là mấy cái giật gân cho anh em mình chơi. Bán hết 6 cây này nha anh em, không bán lẻ nha. Đó, và mấy cái hàng này em bán là chuyển khoản trước em mới giao nha. Còn ship code em không ship code ạ. Tại do số lượng hàng của mình số lượng 5-6 cây lận. Nên ship code sẽ rất là thiệt thòi, nhiều khi anh em không nhận hàng mà có cái chuyện gì đó nó sẽ toàn nhiều cái shipper giao hàng lắm. Đó, tất cả đem 6 cây. Cây cần đầu tiên, một cây zip, một cái zip hàng đai qua dòng đời mới nè. Thông số anh em muốn tra thì anh em có đánh đai qua, đai qua đánh chữ là CGS nè, BG677H, nó ra giá tham khảo cho anh em mình lấy ha. Phân xích một cái zip đai qua. Đó, cây này cái giá niêm yết nó đầu được khoảng 22-23 ngàn yên gì đó, đâu tầm khoảng 4 triệu mấy cây này. Cây đây, còn cây thứ hai cũng là cây zip, cây này thì hàng hệ rồi, anh em là chuyên zip sẽ biết cái hệ này nha. Cây hãng của thằng Z. Đây, thông số nằm ở đây. Anh em có thể đánh chữ tìm thông số là nó chuyên đây nè. Cái hãng này là tên hãng nè. Đó, cái này là cái đời cần của nó nè. HKR60S. Nó sẽ ra thông số cho anh em tham khảo nha. Giá cả đâu luôn. Cây này là giá là như nó 34.000 hay 44.000 yên gì đó. Mất in ra băng nội địa nè. Tám chục đến 150 gram, đó nguyên cái bộ phiên xích nè, bộ phiên xích trên cao nha, quen này như đó. Tất cả mấy cây đây đều là không gãy ngọn, không hết nha anh em. Xích đó, hai cây, cái cây thứ ba là cây cần lua nha anh em. Cây cần lua, cây này hàng của châu Âu mới chát luôn, bao cần hợp theo nó luôn này nha, đẹp nhất nách. Hãng của nó nè, cái hãng của nó là cái hãng này, Mr. Dom. Thông số đây mới chát nha, phân xích mới tinh tôm luôn, full hộp nha. Cây này thì có hộp thì giá cây này nó đâu khoảng 19.000 yên, 3 triệu mấy 4 triệu. Đó, cây này thì tầm khoảng gần 8 triệu nè, 7 triệu mấy 8 triệu cây này nè. Đó, cây này là cây lua, một khúc. Lua đai qua quá độc đáo luôn, lua chim đai qua nha. Đó, cây này hơi bị chất, hàng đai qua đây. Sự Taiwan. Dài 6 feet, 1m8. Phen xích luôn, máy đứng nha. Đó, cũng mới chát luôn. Cây đeo qua cũng độc đáo, nói chung hàng này hàng độc không à. Còn cây này là cây câu bè. Cây này á, thì nó là không có hãng nào hết nha. Cây này là cái phôi, cái phôi phíp đặc của Nhật, nó đổ thành cây cần nha. Dài 1m7, 1m65. Bật máy Fuji, fan Fuji luôn nha. Phôi là phôi sợi thiết tinh đặc nha nè. Nó quên anh chú bác là nhìn lưu ý em ha. Nó cây này cần độ không hãng. Còn cây này cây 2 khúc 3m3. Cây này hãng của Mỹ nè, bắt máy Fuji Fan Fuji nè. 3m3 nè. Hãng của thằng Maya. Fuji Sawa. 3m3 nè. Cứng 60-80 khoan xích nè. Nguyên bản hết. Đó là 6 cây này nha. Số đặc biệt em bán giá 3,5 triệu, ai nhanh tay thì chốt nha, chuyển khoản trước mới gửi hàng như cái này chú bác mình, cho ai nhanh tay hữu duyên nha. Nội cái cây này không là về anh em bán lại đủ vốn nè, có thể lời luôn nữa, tại vì cái zip này cái zip hệ nha. Mấy anh em chuyên đi zip biển thì cây này anh em về bán lại 4,5 triệu được bình thường hết cái zip này. Thì đó, nói chung là em bán theo vậy nha, số đặc biệt thì hàng em về em bán theo ngẫu hứng, hết như đây luôn 3,5 triệu chuyển khoản mới ship hàng, không ship code. Rồi, số điện thoại của em là số điện thoại và Zalo là 0919192035, em tên Nghiệp nha. Rồi, xin chào anh em mình. Chúc anh em mình nhanh tay. Giờ dậy đó cho lẹ ha. Lâu lâu giờ cái cho nó vui. 3,5 triệu nha anh em, 6 cây hết 6 cây này luôn.